Trời 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 trời. Bắn trước đi cho người ta có tiền với. Này nó biết con ông bà thương rồi. Thương sao? Thương cho tấm hưng cơ hàng. Dễ. Mấy cái đó mấy cái chích nhỏ hả mấy ông ơi. Chích nhỏ trong nhiều chích lớn. Vui lắm coi stream mới được mấy pha này thì coi ở đâu mà có những pha này, coi ở đâu? Coi ở đâu? Vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày thì làm gì có những pha như này, đúng không? Cái kênh mà vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày làm gì có. Hay là kênh của ba đâu có được. Thôi lúc sự thật nó hơi mất lòng xíu. Rồi, rồi, chuẩn bị tàng hình lên. Lấy 300 máu của nó. Này các bác tím đi trước, lỡ có con Japan thì mình chạy. Không có Japan thì mình lụm. Mình lụm nó nè nè. E giật máu nè, rồi lời. Nhưng hết mana luôn. Sao mình còn bánh quy. Bye bye. Và không gặp lại hai bé. Đó là pha con đến từ Slayer. Chết rồi. Ôi. Biết mới chết. Bây giờ ẩu rồi. À bye bye mình luôn. Như nào ta? Trong đầu của tôi là hả? Cái pha này là đứng đây là vô bụp hai thằng chết xong chạy ra hết. Là chết bốn mạng luôn. My god. Bút đâu trời. Má bút từ sớm tôi không mất lát rồi đó. Lát xuống. Dạ ơi lát xuống đây bé ơi bé ơi. Trời ơi. Đó là một thủ thuật. Mình đi ở đây mình để vô cái gờ. Tới đâu vậy? Tới đâu vậy? Lên bắn lên viên giật e. Lại chỉ thêm một chích nữa cho anh em đấy. Lại có thêm một chích nữa rồi. Tập trung đấy. Chứ chơi game mà táp cái Facebook chat với gái là mà nó chết rồi đó. Kìa bắn mấy cái nó chết thì cứ chạy thôi nhờ. Quá gì lại tạo viên sưởng liên mừng. Thôi đưa cầm mưa kiếm gì đâu. Tại vì game này sắp đưa là BK nó cầm mưa kiếm. Bên kia nó là Lucian 5 y. Thì tôi muốn win land tôi sẽ cầm mưa kiếm cho tôi win land. Nếu mà sắp còn nếu như sắp khác. Sắp tôi là mấy con như kiểu Leona Nautilus thì tôi cũng không cầm mưa kiếm đâu. Cầm nhiệt độ tôi bắn gì lại. Nhưng mà sắp tôi nó BK hai hàng cầm mưa kiếm là bên kia nắp lực lắm. Có một cấp 2 láo giết luôn. Mấy pha onin mình quýnh cũng mạnh hơn. Nhưng cuối game thì mình yếu hơn thôi. Lát gì vậy? Hấp máu nó thu lên rồi mà lát gì vậy? Hãy mưa kiếm lệ hại chưa? Ngon. What? No spell. Nó kêu tụi nó tiến trình à. Quá gì lại tạo duyên sự liên mừng.
Ok, ông kéo chạy luôn á. Mấy fan solo e giờ đó, mấy fan nó bị kèm mà nhảy rồi, gồng quy lên là đi rồi. Chết. Thôi bé ơi, à, tính làm liều bé ơi, tính làm liều kìa. Làm liều quá. Bóp bên kia nó bị gì vậy, làm liều với vậy. Mình đã đấu sĩ hay là tăng cơ nhiều thì lên thì cầm nhịp độ với lại cuồng đao nha. Còn team này full máu giấy nè, lên xuống máy tặng, vô cực ma vũ thổi lên công xanh lên món cuối lên khí kiếm hoặc là gà. Ngày trước học cả ngày tới 9 giờ mới gì nhờ, ui mấy học dữ vậy. Hồi đó tôi học 5 giờ tôi xong là giờ tôi tắm ăn cơm, 6 giờ tôi có mặt internet rồi. Học thêm mình tháng 200-250 lên tiền đâu đó, thì chính quy muốn thiếu nữa thì kia đâu đó. Ừ ơi, quay lại chơi với bạn. Hai cân năm luôn. Xua luôn rồi đúng không? Xua. Thêm cái gì mà học thêm? Xưa không có học thêm nha. Hồi xưa cũng có học thêm mà. Hồi xưa năm lớp 9 tôi bị bắt học chứ không phải tôi muốn học nữa. Thầy cô bắt, lớp chuyên mà, thầy cô bắt cho học miễn phí luôn, ngầu không? Biết tại sao không? Anh nghèo quá mấy má ơi. Tại nghèo quá. Nghèo tiền đâu học. Nghèo cho nên không muốn học thêm nữa, nhưng mà thầy cô bắt học nên phải học đó. Trời ơi, có tiền trên net. Tiền trên net là tiền của mình, còn tiền học là khác. Tiền trên net đó có nhiều cách để kiếm tiền mà, xưa biết bao nhiêu cách để kiếm tiền thì mà muốn là được. Trời má, cái tôi để dành tiền đóng học chết chết. Có nhiều lúc tôi cũng lấy tiền tôi đóng học mà, nhiều tháng tiền anh tôi đưa tôi đóng tiền học có đủ thôi, tôi phải bỏ tiền túi ra tôi đóng đó chứ, mấy chục mấy trăm tôi đó, tiền có nhiều đâu. Nhà có gì đâu chơm thì nhà không có gì để chơm luôn á, cũng muốn kiểu nghe mấy ông kia kể tuổi thơ cũng kiểu chơm đồ nhà. Internet mà nhà mình không có gì để chơm, có cũng thử rồi, nhà không có gì đó, có đúng cái nhà không.